Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ đi thu hoạch dưa leo ha. Dưa leo trái bói. Mới có đợt trái hái được đợt trái đầu tiên thôi. Với thu hoạch cải bẹ xanh rồi cải ngồng bông á, ăn non. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Đây là dạng dưa leo của mình. Mình thu hoạch lần này là lần thứ hai rồi đó. Giá rớt. Trái này nó bị đèo rồi. Wow, đây. Cả nhà thấy không? Nó nằm lẹt bẹt ở dưới đất luôn á. Cái dưa này của mình nó không được dài nha, rất là sai trái luôn cả nhà. Ôi trái dữ lắm luôn. Ôi đây nè, có nó nằm sát đất không? Dạ, nó sát đất vậy nó đã có trái rồi. Mèo đó. Ui dạ, dài đâm đau. Cái này mình bẻ bằng tay bên đây nè, mình bẻ bằng tay á cho nên là nó đứt xuống. U mệt thấy vẫn còn một trái dưới này nữa nè. Quá trời trái luôn. Đợt này mình bên đây còn nữa. Nãy giờ mình đi mà nó sót nè. Rồi còn hết nha. Làm mấy cái trái nhỏ nhỏ nữa nè. Ủa, đợt này dưa leo sai trái ghê luôn các bạn ơi. Quá trời trái đây. Xúc cái lá này nè. Đây một trái nữa nè. Chúng ta còn hết nha. Thấy ham ghê chưa? Quá trời là trái luôn á nha cả nhà. Ý giá nó lẹt bẹt ở dưới đất như vậy đó mà nó đã có trái rồi. Okay, còn hết. Đây nữa nè, một trái ở dưới này nó cắm ở dưới đất luôn nè cả nhà, thấy không? Đây, mình khều cái lá này ra cho mình đó. Nó cắm xuống dưới đất luôn khi trái dưa leo. Ơi trời ơi, con gà nó cứ bư hoài luôn. Đây nữa nè. Ui bên đây nhiều quá trời luôn, mấy trái luôn nè. Trái bự không đó, ba bốn trái ở đây luôn. Rồi còn hết nha. Trời, cái vàng dưa của mình nó tốt. Ui da, mấy cái lông, mấy cái lá của nó có lông á, đâm ngứa quá. Nó bỏ vô trong rổ coi rồi. Coi nó còn hết nha. Nó coi xịt phía trên này coi. Rồi cái này mấy ngày nữa mình, 2-3 ngày nữa mình sẽ có được một mớ nữa rồi. Hết trái lớn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi hái cái khác nha. Đây nè, một rổ luôn nè các bạn, thấy không? Hái có chút xíu thôi rồi mình được một rổ đầy luôn. Cái này chắc 2-3 ký luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ đi hái cái khác. Rồi bây giờ mình đi tiếp tục, mình đi hái cải ngồng ăn non luôn ha. Cải này nè đáng lẽ là phải cấy ra, nhưng mà mình không có thời gian cấy cho nên là hái ăn non luôn. Nó lại phải cấy ra cho nó lớn, nhưng mà không có thời gian á. Rồi mình thấy bữa nay nó mưa nhiều quá. Mưa giờ này đang chuyển mưa nữa à. Rồi mình không có cấy ra được, không có thời gian để cấy, cho nên là mình nhổ nó ăn non luôn. Cái này đem đi nhúng lẩu ăn luôn.
tối hôm qua là đã nhúng lẩu ăn hết một mớ rồi, cho nên là còn lại một mớ này thì thôi hái ăn hết luôn, rồi mình sẽ rải ra mấy cái luống kia mình đã hái ăn hết rồi, thu hoạch hết rồi, cho nên là mình đã phơi đất rồi hết rồi. Mình nói cái tiếng phơi đất chứ còn cả tuần nay, nửa tháng nay rồi đó, trời cứ mưa hoài luôn, đâu có phơi được cái gì đâu. Rồi đó là cứ nhưng mà cũng như là mình xử lý đất rồi hết rồi, chỉ có một cái là mưa quá mưa thôi, đất không có phơi được. Chiều nay nè, hái cái này chiều nay có được nồi lẩu nữa rồi, còn nếu không đó thì vô nấu nồi canh cũng được. Rồi xong rồi mình sẽ đi qua mình hái tiếp cải bẹ xanh nha. Cải bẹ xanh của mình nó già dữ rồi. Đây là các cái luống này nè, mình đã xử lý đất hết rồi, mình rải phân rải đồ hết rồi mà chưa có cấy được cái gì ra hết. Hôm trước làm cỏ thấy một dây dưa hấu mọc, tự mọc luôn, rồi thôi để đó luôn chứ không có bỏ nó, để cho nó ra trái để có ăn. Còn cái đám cải bẹ xanh này của mình, cái đám cải bẹ xanh này của mình nó già hết rồi. Coi nè, nó có bông lên bông cao luôn à. Thì cứ nhổ vô hết luôn đi, để mình trộn luôn phân của cái luống này luôn, rồi mưa quá mưa cho nên là không có trồng được rau rồi, là hết luôn rồi đó, một rổ quá xá luôn. Đây hết sức một rổ rồi, thêm một rổ dưa leo ở bên kia nữa. Như vậy đó là đã đủ ăn một ngày rồi. Rồi hôm nay mình chỉ thu hoạch được bao nhiêu đó thôi. Đây cải quá trời luôn, bông đẹp ghê luôn á. Các bạn xem video thấy hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký ủng hộ kênh mình nhé nha. Bye bye cả nhà.